Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop ăn chia tổng giải thưởng là 200 đồng tốc cần HT. Thì sự kiện này diễn ra từ ngày 15 tháng 7 và kết thúc vào ngày 21 tháng 7 nữa các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả. Thứ nhất, mình đăng ký một cái tài khoản trên sàn Huobi các bạn. Sau đó, các bạn mở link phong ra. Sau khi các bạn mở link phong ra xong thì dòng đầu tiên các bạn điền UID trên sàn Huobi nữa. Rồi các bạn mở ra nha các bạn nhấp vào cảnh avatar của mình nè. Các bạn copy cái UID này nè các bạn. Sau này nó sẽ trả về sàn token về sàn Huobi của mình nha các bạn. Ăn chia. Còn dán vào đây. Đây theo nó mức độ quan tâm của bạn vào HT thế nào thì các bạn chọn 9 hoặc 10 cũng được nha các bạn. Thôi mình chọn 9 thôi. Đáp án này thì mình để vào phần link mô tả với video cho các bạn nha các bạn. Câu số 3 là mấy ta? Phan các bạn. Retula T nè. Rồi, đáp án B nha các bạn. Rồi tiếp tục thì câu hỏi thì mình có để phần link mô tả cho các bạn gì copy câu hỏi này mà dán vào các bạn. Câu số 2 này mình soạn câu hỏi cho các bạn rồi đó. Còn này thì nó nói kỷ niệm của bạn gì có HT thế nào thì các bạn có thể copy phần link mô tả của mình hoặc là các bạn có thể ghi gì cũng được các bạn, nó không quan trọng. Khoan các bạn, để mình bỏ câu 2 các bạn. Bạn chạy xíu các bạn. Bạn copy đi. Bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn bấm gỡ là xong rồi các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop bằng chia 200 đồng token HT nên em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.